bao tất cả cái ao ấy luôn, thích câu con gì câu luôn, thích lấy gì lấy, phải không? Kẻ đổ thuốc sâu cũng ao cũng không sao hết mọi người ạ. Ô mồi anh. Ừ anh vừa câu, anh vừa câu ở đây mà. Sao anh câu anh giật lên mẹ con bằng mẹ, đúng hai bắp đùi luôn. Hôm nọ có thằng câu đây mẹ nó lôi hẳn người xuống. Ui có tăm có tăm. Quậy phát mẹ nhiều động đất luôn. Kìa, mẹ làm gì anh? Hả? Chúng ta có cá ở đây không? Đúng, anh Dũng thuê mà. Dũng nào thuê đây, cũng nhìn gì đây à? Hả? Cái này đang rồi đúng không? Đây rồi, bắt đây rồi. Bắt nó mỏ ốc, bắt mỏ ốc đực, mỏ ốc cái lên, bắt mỏ tiếp ốc đực. Hoàng Dũng chào cả anh em. Nguyễn Chiến chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo mình. Đấy thì anh ạ, anh em hôm nay nhìn thấy mình sắm được cần câu to, gọi siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog luôn. Wow. Đấy, thì hôm nay đây là thằng em mình nha mọi người nhá. Thì hôm nay mình chôn học viên nhà mình là sẽ đi ra ao cho thằng này câu cá. Đấy, và mình sẽ bảo đấy là ao nhà mình, bao tất cả ao ấy luôn, thích câu con gì câu luôn, thích lấy gì lấy, phải không? Kể cả đổ thuốc sâu cũng ao cũng không sao hết mọi người. Đấy thì bây giờ mình sẽ vào trong đấy mình gạt nó đi câu mọi người. Đi theo mình nhá. Nó anh em và thằng này rất thích câu cá mọi người ạ. Thằng nào gạ đi câu cá nhưng mà nhà mình lại không có ao, lại phải toàn đi câu trộm ấy. Hôm nay cho nó câu thoải mái luôn nhá. Công ơi. Công. Mày làm gì mà gọi không nghe đấy? Tin ngu đi. Mấy giờ xem phim? Mấy giờ xem phim? Hả? Mày có nhìn nội quy đấy không? Đi ra mày. Đưa anh bảo về, đây anh bảo về. Mày đi câu cá không? Nope. Hả? Anh mới thuê được một cái áo cá. Có nghĩa là mình quay, đi thôi đi. Đi câu cá. Anh mới thuê nhưng mà anh đau tay không được được. Anh thấy là mày câu cá giỏi lắm. Đi. Ui. Từ từ. Câu cá. Nhưng mà có cần chưa? Có cần rồi. Anh thuê 2 tiếng nhưng mà tay anh đau anh không giật được. Đi. Quay gì đấy? Quay đi câu cá. Quay câu cá để nấu nhiều cô gái không mặc quần này ngại lắm. Không sao hết. Cần đâu? Ở đây. À, từ từ. Em có cái dây của em. Khó. Thế rồi, được rồi, được rồi. Không, em có cái dây của em không, đứng chất. Đấy, anh em. Thanh niên suốt ngày đấy. Anh em biết cái này làm gì không? Không có cần đâu nhưng mà cái này thả kiểu là câu trộm anh em. Đấy, thanh niên này rất vui. Ok, đi. Đây, mình nhìn thấy cái cần to. Ai à? À? Cần này anh mới mượn của bà Tân Vlog. Nhưng mà cái loại cần này đéo bằng cái cần của em thật. Cần này phải giật cá khoảng tầm 50 cân vẫn lên bình thường. Thôi ông im mẹ mồm đi. Là thế. Ông bốc phét ít thôi. Này, ba cần. Ok anh em nha, bây giờ mình sẽ cùng công đi ra ao để câu cá mọi người nhá. Anh bao hết cái ao rồi. Anh cần... thuê cả ao rồi. Hôm nay mày chỉ câu thôi. Đây, ao đây. Mày nhìn thấy không? Anh thầu hết đây rồi. Hôm nay anh thuê hẳn 1 tiếng luôn. Anh câu được có 40 phút rồi. Còn 20 phút nữa. Ô mồi anh. Ừ anh vừa câu, anh vừa câu ở đây mà. Không câu đây, đứng đây. Bên kia nó nông, bên kia nông tẽ này. Chỗ này sâu, chỗ này nhiều cá này. Sao anh câu anh giật lên mẹ con bằng đúng hai bắp đùi luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mà anh đéo giật lên bởi vì tay anh đau ấy. Ao có cá không đây? Ao chỉ có cá hay ao không có cá, ao gì? Phét. Không phét mà anh làm một đống mồi đây à? Ông toàn cái văn chăn lợn của ông. Hôm nay anh đau tay anh không giật được, hôm nay tự nhiên nó nhức tay, khả năng chiều lại phải ra viện. Nope. Anh là một ngu ấy. Ú gì? Để đây vừa nó mưa đấy, nó ướt ướt đấy. Đéo cái gì? Đính rồi. Cái mồi này câu cá gì? Này. Nó vừa mưa, nó ướt, nó vẫn dính mà. Được. Ok. Câu cá ao này tuy nhỏ nhưng mà mày biết người ta thả cá gì không? Mẹo cái cá to như cây chuối. To mà thề luôn, nó phải bằng hai cái đùi anh luôn. Chụm lại. Thật mà. Hôm nọ có thằng câu đây mẹ nó lôi hẳn người xuống. Hôm qua vừa đấm mấy thằng chết ở trên kia, bây giờ vẫn còn sót lại thằng ấy. Yeah. Ừ.
đéo thể ăn. Có thằng lôi thằng người xuống. Ông phục phép ít tôi. Cái văn chân lợn của ông biết thừa rồi. Hết mùi rồi, mày vừa nhìn, anh vừa thấy nháy nháy hết mùi rồi. Thấy chưa? Ôi thì mẹ cá đéo gì ăn ghê thế. Tao bảo mà. Cá này không mà mẹ gọi. Vừa nhăng 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 vát mày đéo xịt mày cũng bắt để đó đâu. Đó. Ông làm chuối à? Ừ, làm chuối anh. Mẹ chuối người nếu có mà ăn thì nhà ông mang câu cá. Ôi đi đi câu cá mày đầu tư người ta gọi câu cá giải trí hiểu. Xin người tiền nếu có mà ăn. Hôm nay anh thuê hẳn 1 tiếng ở đây mà. Anh mới câu được có 40 phút rồi, còn 20 phút nữa. Tí nữa có thằng ra mẹ ăn chuối nữa. Anh bảo rồi, anh báo hết ở đây, mày hiểu không? Hôm nay anh không cho nào câu ở đây hết, một mình anh câu thôi. Sao thế? Sao em? Lừa rồi. Ê, yên tĩnh câu. Cứ phải nếu mà ấy, phải câu phải được, chỉ cần thấy giật ăn nhá. Nếu mà ăn nếu mà câu được nhá. Được. Ừ. Sẽ thả cái loại là nhà cầu cần. Cái loại này trên trên đi cắn câu trộm nhà người ta đây đúng không? Điên câu trộm. Thế cần đâu? Bé thôi. Mẹ ăn. Nói lộ hết cái câu. Đéo cắn câu đéo có cá rồi. Hôm nay hiểu nó no ra nó không cắn. Ui, có tăm có tăm. Quậy phát nhiều động đất luôn. Nói nó phải có gì có nói nó phải theo khoa học được chưa? Nhớ cái ăn đấy 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 đi anh về anh đi ở xong anh cầm xô nhá đi một mình ở đây nhá xong anh về anh cầm xô ra. Sao mày ngu thế hả? Phản ứng nó như thế nào? Kia, mẹ làm gì anh? Hả? À, chúng ta có cá ở đâu? Vâng, anh Dũng thuê mà. Dũng nào thuê đây, cũng nhìn gì đây à? Hả? À. Đâu, đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó chết mẹ rồi. Ôi, con gì đây? Mày làm sao rồi? Hả? Mày nhảy lên gì anh? Thằng kia nó đuổi em, nó bảo nó ăn được nó. Thì ăn trả nó, nhưng mày sao mày nhảy xuống đây? Thì nó đuổi em, nó đánh em, nó nhảy xuống. Mẹ đâu này? Thế mày không biết nói gì à? Chẳng nói sao, nó bảo em, nó bảo em bảo là anh Dũng thuê rồi, nó bảo là thằng Dũng ở nào? Tao thuê hai, mà tao thuê 1 tiếng, tao câu được 40 phút rồi, 45 phút rồi. Thế mày hết. Ông bảo mấy tiếng thì làm cái tăng câu đấy. Tao à, tao thuê 1 tiếng thôi. Bây giờ còn 20 phút, 15 phút nữa mày câu hết thời gian thì nó chảy ra nó đuổi à? Cái bàn tay lợn của ông nhá. Nhớ cái này nhá. Nó nhớ quả này đấy. Mày giỏi mới lên đây, bố mày lên đây. Mà nước ngọt không? Nước ngọt không? Ngọt cái đường mùi toàn cứt lợn. Nước toàn mùi nước thải cứt lợn nhá, nó chả hết đây để nuôi cá mà. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Nhớ biết dép đâu rồi, đền dép đây, bỏ dép trả đây. Dép nào? Mẹ nó. Nó cầm gậy nó đuổi bố thằng nào chạy đến phụ tổ dậy sống dậy nó còn chạy à? Em mày bơi giỏi đấy nhỉ? À bây giờ hết thời gian rồi em ạ. Hết thời gian rồi đúng không? Hết rồi. Bắt nó mỏ ốc. Hết rồi. Mỏ ốc thì cho lên không thôi. Để ông biết. Dũng ông giúp giúp mỏ ốc. Bắt mỏ ốc được. Mỏ ốc cái lên. Bắt mỏ tiếp ốc được. Ông. Anh bắt phải mỏ ốc được. Anh cứu gọi cho ốc à mà anh biết ông được. Bây giờ mày ơi ông hết thời gian rồi, anh không cần gì nữa rồi. Bây giờ mày về phải giải quyết cái này hiểu không?
Hết thế thì anh mua thời gian đấy. Anh không có tiền để mua nữa, hết thời gian rồi. Anh em không mua. Bắt ốc cái, nếu mà lên mà nó cái bắt xuống mà ốc tiếp. Anh mò lại ốc à? Tao không biết, mò đi. Ông xin bố. Cầm gậy ra. Thế mày thích ở đây ngâm cả ngày không? Không. Đây thì mò ốc nhanh lên. Em xin đây. Ở đây lấy béo ra ốc. À đây, ốc. Thấy ốc chưa? Mày thấy ốc chưa? Quá ốc. Đây. Nhưng mà ngủ xuống chút lợn, lấy chân nhất. Đây rồi. Ốc đá. Mày đấy, mày gọi mấy thằng trẻ con ra canh nó không cho nó lên đấy. Nhanh lên. Đây, thấy rồi. Ốc này, ốc thật. Thật, béo đùa. Thôi, mày, đi vào đi. Ở đây nhá, bye bye nhá. Béo đùa, ốc. Ông tiến sư mày. Ơi mày cứ ở đấy lặn đấy nhá, tao đi vào đây. Ok anh em nhá. Anh em thấy không? Anh nhìn kìa. Chưa em. Đấy nhá anh em nhá. Và bây giờ mình sẽ phải kết thúc clip đây. Nếu anh em thấy hay nhớ like, share, ký kênh video. Chạy.